Em chào các anh chị nha. Chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay em có bữa cơm đạm bạc của gia đình rất đơn giản. Mỗi bữa cơm em chỉ có uống một chút xíu rượu nhỏ, rượu Ba Kích đấy, mang thương hiệu Thức Hoài. Đây cái chai rượu đây các anh chị nha. Đấy, món ăn của em thì rất đơn giản. Đấy, ăn không được bao nhiêu cho nên là em phải chọn những sản phẩm thực tế mà chất lượng đảm bảo, ăn rất ít. Thế thì mỗi bữa cơm em chỉ có uống từng ly rượu thôi các bác ạ. Đấy, và ăn một chút đồ nhắm. Đấy, thì đây là chai rượu của Ba Kích mang thương hiệu Thức Hoài, đặc sản Quảng Ninh, nhãn hiệu Ocop nhá. Em mời các anh chị uống rượu cùng em nhá. Rượu rất là ngon, chất lượng thì tuyệt vời luôn các anh chị ạ. Nói thật sự, mỗi bữa em chỉ uống như thế này rất là đảm bảo sức khỏe. Đấy, các anh chị nhìn thấy con người em thì các anh chị biết rồi. Đấy, năm nay là 49, 50 đến nơi rồi. Thế mà tóc em vẫn cứ đen nháy này các anh chị này. Đấy, mà nước da của em nó rất là đẹp các anh chị nhá. Đấy, chất lượng thì củ thảo dược thiên nhiên Ba Kích thì các anh chị biết rồi. Bổ thận dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ cho những người yếu sinh lý các anh chị nha. Đấy, thế thì có anh chị nào muốn sử dụng dòng sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại bên dưới. Chúng em sẽ gọi lại tư vấn cho anh chị ngay sau ít phút. Rượu này có thể là tổ chức đám cưới, tiệc cưới, hội nghị, rồi tất cả các chương trình hội nghị được nha. Các anh chị nào có nhu cầu mua giá tận gốc thì cứ để lại số điện thoại cho em nha. Rồi, em xin chào, chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha.